Nhưng mình thấy bạn này hay hay, thế là kiểu dằn mặt ấy. Em thấy là anh làm gì chẳng biết thôi. Em không nhớ. Sẽ em nhắn tin một tin tiếp cho bạn, nó cũng nửa tiếng xong rồi đấy. Không rep nhanh thì unmatch. Xin chào mọi người, mình là Mỹ Trinh, năm nay mình 24 tuổi, hiện tại mình đang là phóng viên biên tập viên. Mình là Khánh Toàn, năm nay mình 26 tuổi, hiện mình đang làm ở PR agency. Em tên là Vi và năm nay em 18 tuổi, em đang hiện đang là sinh viên. Dạ, xin chào mọi người, em là Nhi, hiện tại em 20 tuổi. Thì hai bọn em đang trong mối quan hệ là yêu đương với nhau. Dạ, cũng được 10 tháng rồi ạ. Xin chào các bạn, mình là Thùy Linh, mà mọi người hay gọi mình là Linh Chan. Mình là sinh viên năm 3 của trường đại học Hoa Sen. Em là Hữu Chiến, em bằng tuổi bạn này, chung ngành bạn này, chung trường bạn này. Tụi em quen nhau được 2 năm hơn, nhưng mà quen kiểu yêu đương thì được khoảng 55 ngày. Tầm đấy. Những bạn profile không có gì ấn tượng với mình cả. Bận đồ thì kiểu nó hơi hở hang hay là này nọ. Một profile không có hình, không có bio. Tại vì đây là một cái case đặc biệt. Bạn này chơi Tinder nhưng mà không có để hình profile gì hết, cũng không có để bio giới thiệu gì hết. Bạn này chỉ để là không tin tôi xin thì xin mời quẹt phải. Thì là một người dễ bị thách thức thì mình đã quẹt phải. Thì dính chưởng. Yeah. Dạ, em thì quan trọng cái profile là ảnh với đẹp. Thích các bạn nam nghệ nghệ một tí, ảnh hoặc đẹp một tí, đính kèm một cái Instagram ngầu ngầu một tí. Nó là cái sự thú vị ấy, kiểu như là ví dụ như là bạn rất là hài hước này, ví dụ như là bạn này kiểu vui vẻ hoặc là có một cái điểm gì đấy rất là đặc biệt. Ấn tượng đầu tiên của em là chị nhỏ quá nhỏ. Em kiểu trời, cái gì mà nhỏ vậy trời. Đã chỉ nhỏ rồi mà chỉ còn bận cái hoodie bự ơi là bự nữa. Xong rồi kiểu nói nhiều nữa chị. Toàn là chỉ nói không à. Trời ơi, có nên quay đầu lại không trời. Tại vì tụi em có ấn tượng ở ngoài trước. Chứ Tinder thì em quẹt bạn đó thì tại vì em biết bạn đó là ai rồi. Thì cái buổi đầu tiên đi chung á thì ấn tượng của em là bạn đó rất là thơm. Thơm đặc biệt. Thơm lắm. Em thích mấy bạn mà thơm thơm. Với lại bạn á kiểu giỏi giang, nghĩa là khi mà bạn nói chuyện với em á thì bạn thể hiện ra được nhiều khía cạnh của bạn đó. Em thôi em trước đi. Hả, em không nhớ. Gu của mình đây, mình thích cái bạn trai Hà Nội. Thế là bạn này nói cái giọng đấy rồi rất là chỉnh chu này, rất là ga lăng tinh tế với mình thôi. Chắc là mình không có tương lai, mình thấy cũng hơi chán bạn. Em cũng không có kỳ vọng nhiều về bạn lắm. Lúc đầu gặp nhau thì ở trên Tinder hay là ở trên Facebook bạn nói rất là nhiều. Bạn call với em bạn nói cũng rất là nhiều. Nhưng mà lúc gặp mặt thì bạn câm hết luôn, bạn im, mà không hề nói câu nào hết. Em còn nghĩ bạn đó không hề yêu em nữa. Bạn sẽ yêu em. Vậy đó có yêu em đâu. Ủa, bây giờ luôn hả? Không, lúc đó chẳng có yêu em. Sao yêu em? Sao chị yêu em? Tại vì em thích cài đàn em hát cho chị nghe ha. Cũng không nghĩ là tụi mình sẽ tiến xa hay gì đâu. Mình chỉ nghĩ là thôi cứ tìm hiểu. Nhưng thật sự là mình dành thời gian và cho bạn này rất là nhiều. Nhưng mà cái ấn tượng của mình về bạn ấy vẫn rất là tốt. Nên là tụi mình vẫn cứ duy trì và tiến triển cái mối quan hệ đó thôi. Bọn mình cứ duy trì keep up mối quan hệ đấy. Xong rồi yêu nhau. Yêu nhau. Tôi nói về ngày nào cũng đi công viên đi dạo, trống cửa, em cũng không biết đi đâu rồi nữa. Ngày chắc là ở nhà làm những chuyện trong tối thôi. Còn mình nghĩ là nên có quà nha. Có quà, sinh nhật mình chưa có quà. Thì nên có quà, nó có quà. Okay. Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Em nghĩ là có. Thật ra tới giờ mình vẫn không tin. Đó. Là nếu như đặt vào niềm tin vào Tinder thì em nghĩ là 50-50. Nhưng bây giờ em yêu một người ở ngoài, em cũng sẽ bị cấm sừng. Mà em không, em yêu một người trên mạng cũng sẽ bị cấm sừng. Thì em nghĩ lúc đầu cũng có tin á. Nhưng mà kiểu sợ bị lừa cả, cái chị bạn em cũng bị lừa mấy lần rồi. Em không có tin. Rồi sau khi xong rồi gặp được chị thì bắt đầu đâu phải là ai cũng vậy đâu. Cũng có trường hợp đặc biệt mà đúng không? Mình nghĩ là nó cũng, thật ra cá nhân mình nghĩ là app là cách để mình gặp những người mới ấy. Còn lại thì cách mình sử dụng như nào nó sẽ phụ thuộc vào bản thân mình. Mình đơn giản là dùng Tinder để gặp những người mới, để có những cuộc trò chuyện vui vui. Và nếu mà mình cảm thấy hợp nhau thì mình có thể đi chơi tìm hiểu nhau. Sao?
mình tin tình yêu trên Tinder nhé.